Xin chào quý vị, chào các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi một cây đàn màu đen rất là đẹp tại kho đàn của Tuấn Lưu Piano. Đây là một cây đàn hôm nay Tuấn Lưu muốn giới thiệu đến quý vị. Nhìn hình thức rất là đẹp và nước sơn rất là đẹp. Thế vậy nó là model gì? Chúng ta sẽ cùng mở nắp và xem đây là cây đàn có model gì. U30PL series đầu 4,4 triệu. Như vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị một cây đàn có model là U30BL, một trong những cây dòng đàn cao cấp của hãng Yamaha. Đây là phần thân máy bên trong của đàn. Khung gang rất đẹp còn mới. Búa đàn, dây đàn, tất cả đều còn rất mới, sáng bóng và gươm. Một cây đàn có hình thức đây, quý vị nhìn đây này còn chưa vệ sinh, nó đang nguyên bản chúng tôi nhập từ Nhật về nhưng mà đã rất là bóng. Và nó phản chiếu những vật xung quanh nó gần như là soi gương. Thế vậy U30BL series 4,4 triệu. Đây là cây đàn, đây là cái series đàn mà được sản xuất khoảng 4,4 triệu, series 4,4 triệu đến 4,7 triệu của U30BL. Một trong những cây đàn sản xuất khoảng năm 87 đến năm 1989. Rất là mới. Kích thước chiều cao thì là chiều cao size 3, cao 1m31, rộng 154cm và chiều ngang 65cm. Trọng lượng khoảng 248kg. Số phím là 88. Chất liệu là phenolic resin. Tất nhiên là những cây đàn này sẽ sở hữu tất cả những cái chất liệu khá là tốt. Ví dụ như bảng cộng hưởng là gỗ vân sam rồi. Ngựa đàn là gỗ phong. Dây đàn là bằng thép cường độ cao ít carbon, đảm bảo sự dẻo dai và linh hoạt. Có thể nói U30BL thừa hưởng nhiều ưu điểm của series 3. Đây là một cái series 3, là cái series mà U3 là 4 mang lại nhiều thành công và doanh thu đáng nể trên toàn cầu cho thương hiệu Yamaha. Cái series U3 này sản xuất khoảng năm 70 đến 80, khi kỹ thuật chế tác của đàn Yamaha đã đạt tới đỉnh cao, thì U30BL được sản xuất khoảng năm 87 đến năm 89, là những cái năm mà sau đó, sau khi Yamaha đã đạt đến đỉnh cao. Với chiều cao 1m31 là chiều cao nhất trong các cái dòng đàn upright của Yamaha. U30BL sở hữu bảng cộng hưởng lớn và dây dài hơn. Do đó có độ âm vang và cân bằng âm sắc được cải thiện đáng kể so với các dòng đàn trước đó. Đàn được tích hợp các công nghệ hiện đại nhất và đã được cấp bằng sáng chế, bao gồm cái quá trình tấm chắn chân không là V-Pro, cho ra những khung kim loại chính xác đồng đều, vô cùng rắn chắc và chịu lực căng của dây đàn lên tới hơn 15 tấn. Đây là tấm chắn chân không V-Pro. Chúng tôi vẫn hay gọi đó là khung gang. Công nghệ Aluminum Alloy Action Rail là kết hợp nhôm trong bộ cơ đàn, giúp giảm cái trọng lượng, tăng cái độ bền, giảm thiểu cái tình trạng biến dạng dưới điều kiện nhiệt thời tiết. Đây là một công nghệ đáng nể và rất là hay trong cái bộ cơ của đàn. Phím đàn thì được gọt giũa bằng tay với độ chính xác rất tinh xảo. Búa đàn thì được làm hoàn toàn từ lông cừu tự nhiên. Khi đập vào dây đàn cho cái âm thanh chính xác và cân bằng. Dây đàn thì được làm bằng thép cường độ cao, ít hàm lượng carbon nên rất là dẻo dai và linh hoạt, độ bền lên tới hàng trăm năm. Các chi tiết gỗ trong đàn đều được chọn lọc vô cùng sát sao. Chỉ có những cái phần gỗ đạt tiêu chuẩn mới được sử dụng để những sản xuất đàn. Điều này góp phần làm nên đẳng cấp quốc tế khó có thể bị đánh bại của thương hiệu Yamaha. Sau đây mời quý vị nghe thử âm thanh của cây đàn mới nhập về với còn nguyên bản, chúng tôi chưa lên dây. Và chắc chắn rằng sau khi căn chỉnh lên dây thì cây đàn chắc chắn âm thanh nghe sẽ còn hay hơn nữa. vị đang theo dõi một số hình ảnh tại kho đàn của Tuấn Lưu Piano tại Hà Nội. Tại kho của chúng tôi sẽ luôn luôn có duy trì trong khoảng từ 60 đến 80 cây đàn upright piano và cả grand piano. Chúng tôi cam kết những cây đàn của chúng tôi nhập về là nguyên bản, không sửa chữa, không thay thế, với những cây đàn chất lượng còn tốt nguyên bản, với giá thành hợp lý, không đắt không rẻ, giá tiền phù hợp với chất lượng của cây đàn. Chúng tôi bán buôn bán lẻ cho các cửa hàng cũng như người tiêu dùng mua riêng lẻ từng cây. Nếu quý vị có nhu cầu, xin hãy liên hệ với Tuấn Lưu Piano để được chúng tôi sẽ tư vấn, giúp quý vị hiểu biết, có thêm những kiến thức về cây đàn piano cơ, một cây đàn như thế nào là tốt, cây đàn như thế nào là còn nguyên bản. Và đây là những cây đàn grand piano, đàn ba chân, đàn cánh buồm. Chúng tôi nhập về vì diện tích của những cây này khi mở ra là khá lớn, cho nên chúng tôi vẫn phải dựng, chưa mở ra. Có rất nhiều mẫu đàn, nhiều series của tất cả các thương hiệu của Nhật Bản. Chúng tôi chỉ bán đàn của Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản. Nếu quý vị muốn tìm hiểu các thương hiệu và từng cây đàn, xin mời quý vị vào website tuanluupiano.com, hoặc quý vị có thể xem trực tiếp Tuấn Lưu test từng cây đàn ở trên kênh YouTube Tuấn Lưu Piano, kho đàn piano Nhật. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.